Xin chào tất cả các anh em nha. Video này là mình cập nhật lại một cái ví là Sophie Wallet. Sophie bằng nhãn tộc cần SFB này thì mình chúc mừng cho tất cả các bạn nha bạn. Còn những bạn nào đã làm giao hay thì mình thành thật là xin lỗi nha tất cả các bạn. Vì giao hay nó yêu cầu của mình phải thâu những cái tô cần nó mới trả tô cần nha tất cả các bạn. Thì bạn nào có làm giao một thì các bạn nên cập nhật lại một cái phiên bản Sophie Bank lại nha các bạn. V2.5.5 nha các bạn. Thì mình đã có để phần link mô tả cho tất cả các bạn, cho tất cả các bạn ba hai hệ điều hành là App Store và Android các bạn. Thì bạn nào có làm thì các bạn nhấp vào một hệ thì các bạn nhấp vào hệ điều hành đó các bạn. Thì mình Android thì mình nhấp vào Sidelay nha các bạn. Thì nó chuyển các bạn về Sidelay nha các bạn. Thì các bạn cập nhật lại một cái phiên bản mới nha các bạn. Các bạn nhấp vào một cập nhật nè. Sau khi tất cả các bạn cập nhật xong thì các bạn đăng nhập lại nha các bạn. Tự động nó đăng nhập ví cho tôi. Hiện tại con này nó đang trong chương trình bán hàng list sàn Binance nha các bạn. Thì tất cả các bạn vào kiểm tra có một chữ claim nào này thì nó có một unlock thì các bạn sẽ claim được cái token này nha tất cả các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.